Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Đồng Nai, đàn em của Lê Hoàng Quân bị bắt, bão đang đổ bộ vào nhà Lê Hoàng Quân hay sao? Lâu nay các địa phương lân cận thành phố Hồ Chí Minh thường là nguồn cung cấp lãnh đạo cho thành phố này. Ở Long An thì có ông Võ Trần Trí, ông Trương Tấn Sang từng làm bí thư thành ủy. Ở Bình Dương có ông Nguyễn Minh Chiết từng làm bí thư thành ủy. Ở Tây Ninh có ông Nguyễn Văn Nên, đương kim bí thư thành ủy, và ông Trần Lưu Quang từng là phó bí thư thường trực thành ủy. Ở Tiền Giang thì có ông Lê Thanh Hải và Đồng Nai có ông Lê Hoàng Quân, từng là chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Ông Lê Thanh Hải tuy gốc Tiền Giang nhưng mà hầu hết sự nghiệp chính trị của ông là ở thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù vậy, ông Lê Thanh Hải đã được trụ ở đây khá lâu, còn ông Lê Hoàng Quân là một người đi lên từ Đồng Nai và chính ông này cũng là dân Đồng Nai trước khi về làm phó bí thư thường trực thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Từ năm 2004 thì ông Lê Hoàng Quân đã từng là lãnh đạo cấp cao ở tỉnh Đồng Nai. Đây là hình ảnh ông Lê Hoàng Quân, cựu chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Khi ông Lê Hoàng Quân làm bí thư tỉnh Đồng Nai từ năm 2000 đến năm 2004 thì Trần Đình Thành làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy. Ông Lê Hoàng Quân trước khi được về thành phố Hồ Chí Minh đã giới thiệu người kế nhiệm là Trần Đình Thành. Ông Trần Đình Thành làm bí thư tỉnh Đồng Nai hơn 2 nhiệm kỳ, từ năm 2004 cho đến năm 2015. Có thể nói trong thời kỳ này, Lê Hoàng Quân và Trần Đình Thành chia nhau kiếm trác ở cả thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai. Điều đáng nói là hai ông này rất thích tính làm ăn với những người làm trong ngành tình báo và nội lốt doanh nhân. Ông Lê Hoàng Quân thì làm ăn với Phan Văn Anh Vũ, tức là Vũ Nhôm, một thượng tá tình báo của Tổng cục 5, Bộ Công an Việt Nam. Còn ông Trần Đình Thành thì làm ăn với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, một nhân viên tình báo của Tổng cục 2, Bộ Quốc phòng. Hôm 7 tháng 10, ông Nguyễn Thanh Tài khi đứng trước tòa án đã thốt lên một câu chua chát rằng: "Nếu tôi chịu trách nhiệm thì người đứng đầu cũng phải chịu trách nhiệm", mà người đứng đầu đối với ông Nguyễn Thanh Tài lúc đó chính là ông Lê Hoàng Quân, người sếp cũ của ông. Tuy nhiên, vì Lê Hoàng Quân có gốc rễ rất mạnh cả ở thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai nên ông không hề hấn gì cả. Đây là hình ảnh ông Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh Đồng Nai. Được biết, ông Lê Hoàng Quân cũng là người cấp trên của ông Nguyễn Thập Hữu Tín. Khi ông Nguyễn Hữu Tín ký cho công ty cổ phần xây dựng Bắc Nam 79 khấu trừ tiền thuế đất đối với nhà đất ở số 15 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, trái với quy định tại quyết định số 09/2007 và luật đất đai năm 2013, thì ông Lê Hoàng Quân đã bật đèn xanh cho ông Tín ký luôn. Cuối cùng, ông Tín cũng như ông Tài lại phải chịu hậu quả cho ông Lê Hoàng Quân. Trả lời báo chí, ông Quân nói rằng: "Ở thời điểm này, tôi cảm thấy mệt mỏi và không muốn thanh minh nhiều. Điều gì tới, nó sẽ tới thôi." Đấy là tại thành phố Hồ Chí Minh, tại Đồng Nai, đàn em của ông Lê Hoàng Quân là Trần Đình Thành cũng bắt tay với ông Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Ông Trần Đình Thành cũng bật đèn xanh cho Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, ký thủ tục hồ sơ đấu thầu 12 gói thầu mà công ty IC do Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm chủ tịch hội đồng quản trị trúng thầu tại dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai để mua sắm thiết bị y tế với tổng giá trị lên tới 476 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trần Đình Thành bị bắt, còn Lê Hoàng Quân đến giờ vẫn bình chân như vậy. Đây là hình ảnh Phan Văn Anh Vũ cũng có một dự án liên quan đến quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Dính tình báo là dính đến quan hệ với Trung ương. Tuy nhiên, cho đến giờ, ông Nguyễn Phú Trọng vẫn lựa người mà bắt. Cả Trần Đình Thành và Lê Hoàng Quân đều làm những gì bắt chước với nhau, không loại trừ họ chia sẻ những mối quan hệ quyền lực từ Trung ương. Và điều đáng nói là tội của ông Lê Hoàng Quân nghiêm trọng hơn so với sai phạm ở Thủ Thiêm. Tuy nhiên, ông Lê Hoàng Quân đang lấp dưới cái bóng của ông Lê Thanh Hải nên ông Trọng dường như chưa dám manh động. Việc bắt đàn em của Lê Hoàng Quân ở Đồng Nai và tấn công vào thành trì Lê Thanh Hải, xem ra Lê Hoàng Quân cũng đang trong tầm ngắm. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin hot tiếng cuối cùng trước khi bị hạ, Nguyễn Văn Thể tính chạy tội hay sao? Theo dự tính, ngày miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải là ngày 20 tháng 10. Trước khi rời chiếc ghế Bộ trưởng để đến với ghế chờ và vào khám, ông Thể đã cất lên tiếng nói cuối cùng dưới cương vị là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Vậy câu hỏi đặt ra là ông Thể đã nói gì? Vào ngày 17 tháng 10, ông Nguyễn Văn Thể đã thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Quốc hội xin lùi thời hạn hoàn thành tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên
tới năm 2028, còn tuyến Bến Thành - Tham Lương lùi tới năm 2030. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Việt Nam sắp ngã ngựa. Hiện nay, tiến độ triển khai tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đang chậm như rùa bò. Bài toán Cát Linh - Hà Đông đã được lặp lại tại dự án này y hệt như thế. Cho đến nay, công trình vẫn trơ đường bê tông mà không hề có động thái nào đẩy nhanh tiến độ được. Ông Nguyễn Văn Thể đang viện dẫn lý do khách quan để cho ông và cả Thủ tướng nhiều nhiệm kỳ thoát tội. Trong đó, ông Thể hiện ví viện lý do dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, ông Thể quên rằng theo đúng tiến độ thì dự án này đã đi vào khai thác từ trước dịch bệnh COVID khá lâu. Thông thường khi yếu kém bị moi ra thì người ta hay đổ lỗi cho tập thể do cơ chế, và giờ thì ông Thể đổ lỗi cho dịch bệnh và con virus corona. Còn tuyến Bến Thành - Tham Lương thì ông Thể đề xuất lùi tới năm 2030. Về nguyên nhân thì ông cũng viện lý do khách quan, còn với ông tư cách là Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải dường như lại không liên quan gì. Bất kỳ một dự án nào khi triển khai cũng đều vướng một vấn đề này hay vấn đề khác. Những dự án nhỏ như trường học, nhà thi đấu, trụ sở cơ quan công quyền vân vân khi triển khai đều gặp vấn đề cả. Ngay cả các dự án ở nước ngoài cũng như vậy. Tuy nhiên, trách nhiệm của nhà quản lý là làm thế nào để khai thông khó khăn và thúc đẩy dự án cho đúng tiến độ. Bất kỳ công trình nào cũng thế, người ta đánh giá nhà thầu chất lượng công trình và tiến độ thực hiện của nó. Ở chủ đầu tư, những người quản lý nguồn vốn và người chủ dự án và là người bỏ tiền ra đặt hàng ở nhà thầu thì họ phải chịu trách nhiệm về mặt pháp lý, về nguồn vốn và vấn đề giải phóng mặt bằng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang hót những tiếng cuối cùng. Những công trình đường sắt đô thị, chủ đầu tư là Bộ Giao thông Vận tải thì nhiệm vụ là phải thu hồi mặt bằng đầy đủ và cấp vốn cho nhà thầu để công trình được triển khai đúng tiến độ. Như vậy, việc chậm trễ các công trình đường sắt tại Thành phố Hồ Chí Minh dù có trung ra bất kỳ lý do nào thì trách nhiệm vẫn thuộc với ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Hiện nay, ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải của ông Nguyễn Văn Thể xem như sẽ bay trong vài ngày nữa. Hồ sơ về những sai phạm của ông Thể xem như đã đầy đủ. Vấn đề của ông Thể hiện nay là khi từ giã chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải để đến khu vực chờ vào khám, thì ông Thể sẽ làm gì để về nhà đoàn tụ với gia đình, chứ không để bản thân đi thẳng vào trại giam cùng chung với Đinh Gia Thăng và Nguyễn Hồng Trường. Ấn tượng của ông Nguyễn Văn Thể để lại toàn là ấn tượng tiêu cực, những công trình chậm tiến độ của đội vốn ngốn tiền của ngân sách hết sức lớn. Những trạm bốt bẩn mọc lên như nấm, dân kêu thấu trời. Người dân phản đối ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải kết hợp với ông Bộ trưởng Bộ Công an bắt người dân cho vào tù để nhốt. Nhà nước làm sai và người chịu trách nhiệm cao nhất là ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải thì ông lại tiếp tục ngồi ghế, còn dân phản đối điều sai thì vào tù. Vậy thì công lý ở đâu? Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng sẽ xử lý ông Nguyễn Văn Thể như thế nào mới thỏa đáng, đang là câu hỏi được người dân cả nước trông đợi. Đất nước Việt Nam đang phải gánh chịu chi phí vận tải cao ngất ngược. Doanh nghiệp Việt Nam khốn khổ vì tốn chi phí quá lớn cho vận tải, nên hàng hóa giảm tính cạnh tranh đi rất nhiều. Lỗi rất lớn thuộc về Bộ Giao thông Vận tải, ông Bộ trưởng nào lên cũng như vậy, cũng nát bét mà không hề có sự chấn chỉnh. Không biết rằng ông Trọng có mềm lòng hay không. Nếu ông mềm lòng trước những lý do của ông Thể đưa ra, thì xem như việc đốt lò chỉ là giơ cao đánh khẽ, và sẽ chẳng bao giờ làm sạch được bộ máy của nhà nước.